Hey yo, hello nha, chào người nha, chào mừng bạn quay trở lại với channel của mình là từ từ đường phố đây, rất vui gặp người nha. Chúc yêu thương thoải mái và thư giãn xem clip của mình, anh em hay đừng quên ấn like và share, cho nên đăng ký kênh, đăng ký bên góc phải mình nha, cảm ơn bạn rất nhiều. Ngoài ra thì không biết anh em nó có ok đại chiến hay chưa, nếu chưa ghé shop nha, shop mình có để phần mô tả và phần bình luận, cảm ơn người rất nhiều. Và bữa nay mình lại có thêm tí vốn rồi, mình bắt đầu lại nhận thu mua bán hàng lại, anh em nào có nhu cầu mua bán cứ liên hệ Facebook nha, Facebook mình có để phần mô tả, cảm ơn người rất là nhiều. Ok, trong đợt series đang làm series review arc top arc khủng anh em thì không thể nào bỏ qua được một con arc siêu khủng của một huyền thoại poke anh em, một huyền thoại trong làng poke đó là LPH nhá. Nhắc đến những các huyền thoại trong làng poke không thể nào không nhắc tên, đó là Tekaluri, Muli ham chơi, LPH như là Kiệt Boy cũng như các kiểu anh em. Đó, trong số đó thì ở đây giờ mình đang được cầm trong tay đó là con arc của anh LPH nha mọi người nhá. Đấy, người đã đổ phải nói là đến nói 1 tỷ đồng, nó nói thật là có thể là hơi thiếu hoặc là nhiều hoặc là phóng đại tùy theo các bạn hiểu, nhưng mà nếu ai đã xem kênh của anh Hà nhiều thì chắc có thể biết là số tiền anh Hà bỏ vào cho làng poke đại chiến Việt Nam để cho anh em có thể thưởng thức những con Pokemon đặc sắc cũng như là tiêu biểu nhất, thì chắc chắn là mọi người cũng đã biết số tiền nó phải lên đến hơn 1 tỷ đồng nha mọi người nhá. Đây anh em có thể để xíu được cái VIP 20 của game poke đại chiến thì ít nhất anh em phải nạp vào trong game đó là 320 triệu tiền thẻ. Còn đâu ví dụ như anh em nạp bằng ATM thì có thể anh em sẽ được bớt 20%. Để 20% thì vị trí thì anh em chỉ còn nạp tụ khoảng 280 thôi, 270 thôi. Đó. Nhưng mà anh em cũng thể biết là anh Hà đã nạp hai con ạc lên VIP 20. Đấy, ngoài con ạc này ra còn một con ạc LPH ở server cũ nữa. Thì tính sơ hai con ạc thôi đã là 640 triệu rồi anh em. Đó. Còn chưa kể số tiền anh Hà nạp nhiều ở ngoài nữa thì nói thật nếu nói 1 tỷ mình nghĩ là nó hơi ít so với số tiền thực tế mà đã nạp vào. Nó phải hơn 1 tỷ đấy, thật sự rất là ghê luôn đó. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi xem con ạc mà đã nạp. Con ạc này mình nhớ đã bữa anh Hà từng công bố con ạc này hơn 500, nhưng đến giờ phút này nó phải gần 8, mình nghĩ về 700-800 triệu con ạc này rồi, thì chúng ta cùng xem con ạc 700-800 triệu này thì nó có những gì nhá. Mình sẽ đi vào hình ảnh trước cho anh em xem. Đầu tiên thì về bộ cộng hưởng thì con ạc này đã sở hữu được cháu 6 em rồi nha mọi người nhá, 6 cháu cộng hưởng rồi, không phải là một con số nhỏ anh em, 6 cháu cộng hưởng. Dàn bá chủ thì trừ một số bét mới và một vài con bét anh Hà lười không lấy ra thì ngoài ra thì full hết rồi anh em. Đấy, có mỗi xem này, kéo đeo này, mấy cả Voka này, đó. Mấy cả GC nữa là chưa lấy, còn đâu còn lại thì chả còn con nào là chưa lấy nữa anh em. Mega đây, này, Mega thì cũng full bộ rồi, đang gần cũng chỉ còn vài con bét mới thôi, chưa lấy. Dưới hình ảnh này cũng vậy, đây, còn một vài cháu nữa là chưa có rồi anh em. Đấy. Một vài cháu phiên bản mới là chưa có. Ủa thần điêu này mình nhớ ít người có mà anh Hà chưa rút ra hay sao, hay chưa lâng, hoặc là rút ra chưa lâng. Đấy, còn lại là full hết rồi nha mọi người nha. À hiện giờ đã là level 410 master. Đấy. Top 1 server 456. Server mình thấy rất nghe rất đẹp luôn, với tổng lực chiến toàn team lên đến 93 triệu anh em nha. Đấy, tổng lực chiến toàn team lên đến 93 triệu. Và tổng lực chiến toàn trang là 170 triệu mọi người. Đấy, 3 tem đội cực kỳ bá cháy luôn. Đó là còn chưa sắp gọi là full dam mọi người nhé. Mình cũng chưa sắp full dam và anh Hào rồi. Hôm nay được sắp full dam xem là đến bao nhiêu triệu nào. Bỏ cho Lati đi à. Tinh cũng không bao nhiêu mọi người. Đấy, thử bỏ đi. Thử bỏ này xem. 187 triệu mọi người. Đó, 187 triệu là full dam của con nào của anh Hà nhé. Đấy, rất là ba trái luôn. Đây, xong lại tìm cho anh luôn. Đấy, 187 triệu. Về túi đồ thì khỏi bàn rồi. Đấy, mọi người trong túi đồ hắn còn mạnh bá chủ này, chưa lên nhá. Đây, đây, keo đeo này. Đó, keo đeo là không buồn lên này. Poka, mà nó chưa tỏa sáng được đây. Đó, mấy bé còn đang thiếu còn chưa lên mọi người này. Đấy, có sắn đây rồi, vậy là full ở đâu nữa. 63 cái bánh mì. Đĩa skin bí thần này, sử này. Uầy. Nhiều, uầy, nhiều kinh luôn. Nguyên liệu dư giả. Đấy, rất là bá cháy luôn đấy. Nhìn rất là phê. Skin này, toàn hàng trăm thôi. Đó, toàn hàng trăm, hàng chục những người nha. Đấy, cực kỳ bá cháy luôn. Kéo tiếp xuống xem nào. Uầy, 52 đã cày đá tẩy dưới chất này. 2k, 6k, 16k, 19k. Đấy, toàn hàng ca thôi mọi người. Đấy, nguyên liệu dư giả luôn. Còn 2k3 đá mega này, 3k9 đá tỏa sáng, bét trắng tỏa sáng hết rồi đâu nữa. Ui, 55 nói năng lượng.
Uầy, dư rất là nhiều luôn. Dư văn giả luôn mọi người. Ui trời ơi. Phê, nói chung nhìn phê, mọi người nhìn phê cả mắt luôn. Ui, hay còn là hơn 5K7 đèn bí đỏ này. Đủ một cháu cộng hưởng. Không biết này sắp tới anh Hạt thì nếu nào đây đấy, sắp tới khi lại được ké phát nữa. Nói chung là thật sự được anh Hà cho ké à, cũng là một vinh dự rất là lớn của mình luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều đấy. Cũng không gì hết, cũng rất là tốt bụng này, cho mình mượn ạc review rồi cho mình kẻ ạc hay quay video. Vậy còn rất là nhiều nguyên liệu luôn này. Kéo nói chung là cứ gọi là mỏi mắt thì thôi. Kéo nguyên liệu thì gọi là mỏi mắt. Ui. Ui. Phê. Tím. Không có cam nhỉ, cái này vẫn chưa có cam. Ui, nhìn nguyên liệu này. Kéo. Ui, nhìn mờ hết cả mắt luôn mọi người. Mấy anh em nhìn nào, chúng mình nhìn đang nhìn mờ hết cả mắt luôn. Ui, nhìn nguyên liệu. Ui, bánh mì này, bánh sandwich này. Ui, nhìn hề nhìn bá cháy luôn á. Ui, nhiên liệu tiến hóa này. Gắt cực độ luôn. Thư, thôi đấy, à, nhận rồi, thôi. Mảnh đây, còn dư đến tận 12k mảnh mọi người nhá. Chưa kể này, mảnh các mảnh con bét ở trong túi này. Đấy, thừa gọi các cháu nó về luôn. Ui, 169 hộp pa, mảnh hộp pa rồi anh em. Sắp tới lại có hộp pa và trộn nữa đấy. Rotom full. Đấy, full down rồi anh em. Rotom đã đầy. Full sức mạnh. Đều cũng đều lần hết rồi anh em. Cũng với level 7, level 8 nhỉ. Cũng thật chưa qua lên level 9 nhỉ. Nên 9, level 10 mình chưa thấy nha. Sao ước. Này còn vài, có một vài cái sao ước đặc biệt luôn này. Đấy. Cái sao ước này bữa sự kiện này. Cái sao ước này bữa sự kiện mỗi lần tấn công có thêm 10 thì nhận 10% nộ. Ui. Bét có sức mạnh cộng hưởng xé hiệu quả gấp đôi 20% mọi người. Đấy. Còn chưa kể một số cái đây, đó, chống hy sinh các thứ cũng nhiều anh em hay nói đây. Ạc thì chắc chắn là có nhiều, mình không review kỹ lắm bởi vì sao ạc của anh Hà cũng không nên review quá kỹ anh em. Đấy, 3 7 bét. Ui, nhìn đéo anh em, nguyên dàn bá chủ này, nhìn kéo. Ui, nhìn mê mệt luôn á. Hề nhìn mê mệt luôn, nhìn kéo, nhìn đá không. Nhìn đá những hai cháu cộng hưởng này, cháu này cháu Rai Câu này, bộ 3 cộng hưởng này. Nhìn nó đứng đúng một form luôn, nhìn cháu Megalex Roma giờ mình nhìn thấy nó nối thời quá mọi người, nhìn nó không phê, nhìn nó không đẹp á, về độ đẹp thì không nói. Mạnh thì không nói nhưng mà về độ đẹp thì không thua lắm. Nói chung kéo anh Hà thì nhìn gọi là mê mệt nghĩ thôi. Còn đường huấn luyện, đấy, full down của hắn còn ơ nữa mà mình nhớ vào bữa mình cũng hay ngồi tẩy cái dòng này mà hắn vẫn không lên được này. Mấy cái dòng này tẩy nó khó lắm, ăn hên thôi, cái kiểu là đấy. Đấy, thấy chưa? Đấy, hôm nay lại hên này. Ui trời, được phát. Lâu lâu được phát. Trời, phát ít 10 xem. Có khi ra giỏ ngon không. Ui cũng khó lắm. Khó lắm mọi người. Ui cái này có 1K7 này. Nhưng mà 2 dòng dưới nó full down cao quá. 2 dòng dưới nó full down cao quá. Khó tại lắm. Full hết rồi mọi người. Tiếp tục. À đi xem tiếp. Nhấn đầy đầy hai cái, ba cái đầy mọi người, đã đầy ba cái rồi, nâng đến cái cuối là ra full rồi mọi người. Ui ghép dấu ấn này, ui còn chưa ghép thôi. Chất lượng thiên phú 23 tầng cuối này, canh chỉ là mấy tầng chính thôi. Ui nói chung chất lượng mọi người, 1224k đã ép này. Có đài thì full rồi, có nó rồi, có đài full rồi. Tiếp theo đi vào dàn bét này. Rai cao 35m được chiến mọi người. Đấy, rai cao cũng hưởng 35m được chiến. Đấy, đá ra dòng nội tại, nhưng nhìn cái skill nó đẹp không? Đấy, nhìn bộ skin rất đẹp luôn. Còn một cái chưa full này, chưa ra này. Ma sắt đầu này. Ôi, Kimi Ray này. Ôi, trời ơi. Nhìn nói chung vào là anh Hà nói chung mình xem chỉ gọi là xem cho nó đá mắt thôi anh em, chứ đâu vào đây thì nhìn mê mệt thì thôi. Chứ. Skill 12 skill mới chắc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 còn trong khi còn dư nguyên liệu mở cho hai cháu nữa. Đấy, còn dư nguyên liệu mở cho hai cháu nữa nha. Nào vào 12 cháu. Trang phục mặc thì đồ 2 sao, 1 sao thì khỏi bàn nữa con đặc này rồi anh em. Đó là một vấn đề không bao giờ cần bàn luận rồi. Rất là nhiều luôn, dư họ giả luôn rồi. Phụ kiện
bốn bộ sen đỏ anh em đều là bộ hộ ô hết, bốn bộ sen đỏ đều là bộ hộ ô và đều đồ 3 dòng phần trăm hết nhá. Đâu bộ này có 2 dòng à, ui vẫn còn đồ 2 dòng phần trăm à. Xem anh bao nhiêu, anh có bao nhiêu món nào. 2 tầng 3 4 5 tầng 54 20 mọi người, 2 4 5 22 này, áo 22 giày là 2 4 5 23, giày 23 chiếc mọi người. Đấy, nhìn rất là chất lượng luôn. Đây, Necroma, Mega Necroma. Đấy, nếu mà kẻ đắt tiền nhất trong con ạc này hiện giờ thì mình có thể nhìn thấy đó là cặp BY cộng hưởng mọi người nhá. Đấy, cặp BY cộng hưởng hiện giờ vẫn phải nói là đắt giá. Necroma, Ultra Salmon, con ạc trị giá toàn lên đến 2-3 chục triệu đồng một đôi anh em. Đấy. Nhìn ngay những cháu Raiko thôi, muốn sở hữu cháu Raiko cộng hưởng hiện giờ là cũng hơn chục triệu anh em, ngót hơn chục triệu. Đầu riêng Hoppa rồi, Hoppa rồi. Hoppa, Hoppa bây giờ mình phải liên yết nó, mình định giá thôi. Đây là với định giá của bản thân mình thôi, mình cho nó phải nói bây giờ con riêng con Hoppa bây giờ định giá của nó là trên 30 triệu một người. Riêng cái vụ mảnh bá chủ thôi là đã hơn 10, đã hơn 10 triệu rồi. Chưa kể đấy bình cho cháu nó nữa, lại còn chưa kể núp lấy cháu nó nữa. Mình cứ định giá là hơn 30 triệu. Đây, tiếp đến là bộ đôi Ultra Salmon. Ultra Salmon này nếu mà đây xe vào mới, nó xe vào cũ ngày xưa anh Hà đua là cứ 30 mấy triệu một con, hai con hơn 60 triệu, nhưng mà bộ này bây giờ anh đua như biết là anh đua hết bao nhiêu. Nhưng bộ này cứ mà nhắm cứ phải 50 triệu anh em, 560 triệu. Mega Lecroma cũng vậy. Đấy. Toàn những con bé thợ là mang tên hàng khủng thôi anh em. Cặp BY cộng hưởng khỏi bàn rồi. BY cộng hưởng thì lấy nó cũng khó đơn giản thôi, để đổi cho cháu nó thì đỡ cơ bản anh em thì nạp vào nó cũng ít. Nhưng để tiến cấp lên cộng hưởng thì cũng bộ đôi này cũng lên hơn 30 triệu mọi người, hơn 2-30 triệu. Đấy. Toàn bét hàng chục thôi. Đây như cháu Mewtwo thiết giáp này đấy, là sở hữu cháu nó là đã 10 triệu rồi, thêm vụ mảnh bá chủ nữa, cộng với đổi nguyên liệu nó cũng gần 20 triệu. Đấy, có thể kể tên những Pokemon gọi là hàng khủng anh em. Đây hồn tâm nữa này, hồn tâm đợt đấy là cũng 5-7 triệu. Yaknura này, chưa kể các bét cộng hưởng khác. Đấy, con nạc vào nhìn con nạc cũng thấy độ xịn sò của nó mọi người. Đấy. Rick này, con Rick này là bữa mình thấy nhiều bạn bảo là đại gia thì mới chơi được Rick. Mình phải công nhận đúng câu này nó chuẩn này, đại gia mới chơi được Rick nha em. Bởi vì tiến cấp cho nó không thôi đã tốn hết gần 100k kim cương rồi. Để tiến cấp cho cháu nó đây này. Đây anh em chỉ để tiến hóa cho nó từ dạng 1 này cho đến full dạng cuối này là đã tốn gần 100k kim cương rồi anh em, 80 mấy k đó. Nguyên liệu để tiến hóa cho nó lên đây đã tốn rất là nhiều rồi, rút x10 cho nó nữa. Đấy, xong bây giờ tiến cấp lên cộng hưởng và bá chủ nữa. Lên cộng hưởng thì 500 đèn bí đỏ mà lên lên bá chủ là 500 đèn bí đỏ, còn nó lên cộng hưởng là 5k đèn. 5k đèn là bây giờ anh em cũng phải nạp vào ngót 10 triệu. 10 triệu là được 6k thì gọi là 5k đèn thì gọi là 10 triệu đấy anh em. Đây là nạp full luôn cái một cái sự kiện gọi là phụ kiện đây. Chọn quà AB này, đây. Bây giờ nó còn đắt hơn ngày xưa mọi người nhé. Đây mốc 10 triệu mới có 2k đèn, ngày xưa mốc 10 triệu là được 4k hay 6k mình nhớ đấy. Bây giờ còn được có 2k đèn đấy, còn đắt hơn ngày xưa rất nhiều. Đấy. Một con nào của nó mang tính chất gọi là xịn sò nhất làng poke anh em, có thể là không đứng top 1 này kia nhưng mà cũng rất là xịn sò luôn. Về cả cho top 1 rồi. Đầu năm rồi mình cũng không đi xem xếp hạng liên server xem nào. Top PK trên thế giới. Trên thế giới cái này mình cũng chả hiểu gì. Xếp hạng cá nhân. Ok, một đoạn này. Farm. Đoạn bảo mật. Dừng tiết tốt xem nào. Dừng tiết tốt top 25. Bây giờ vẫn là ạc của bác Kiệt rồi anh em. Liên server. Farm giờ của anh Hà đang đứng farm đây, farm server mà đây, farm liên server anh em, farm liên server đứng top 6, bố nó giờ lên được tận top 3 rồi. Kinh ngạc, bố nó giờ đầu tư gắt nhỉ, không xem được mọi người ạ. Bố nó giờ không xem được nóng được chiến toàn team này, 145 triệu, ui căng đét. Ở đâu đây là của anh Kiệt Boy giờ đổi này, mơ ước một lần được sờ bạc này mà chưa bao giờ được sờ anh em. Bạc top 2 này bữa cũng giao bán mình cũng định sờ mà sờ không được, khó quá. Ok, nói chung bạc của anh Hà thì nói chung chỉ nhìn nó mê mệt thôi chứ cũng chả có gì anh em, nhìn rất là mê và mệt thôi. À, nhưng dù sao chúng ta vẫn phải cảm ơn, mình nó thật vẫn phải là một điều đó, mình vẫn cảm ơn anh Hà rất là nhiều. Đấy. Đầu tư tâm huyết để cho anh em có thể được chiêm ngưỡng những con Pokemon khủng đẹp ở trong làng Poké đấy. Một nhân vật nói chung là có tiếng trong làng, không có danh. Mình cũng hay xem kênh của anh mà.
Ok, nói chung thì mình cũng mong rằng anh em sẽ like share ủng hộ kênh của anh phát triển hơn, có thêm tiền có thể làm để cho anh em có thể chiếm được những con Pokemon tiếp theo. Còn đâu video này của mình cũng kết thúc đây thôi. Nếu anh em có hứng thú xem gì thì cứ nói, hôm sau mình sẽ làm video tiếp theo, video tiếp theo mình sẽ review cho anh em xem. Còn đâu này thì cũng bảo xem sơ sơ thôi, nó chỉ xem nhiều cũng vậy. Chứ anh Hà review đi, review lại ạc này cũng rất nhiều, nhưng chứa mình muốn làm một cái video để kỷ niệm trên kênh mình. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye, hẹn gặp mọi người video tiếp theo nha.